Xin chào mọi người khán giả. Con chúc bà con chú quý khán giả một ngày Noel vui vẻ, an lành. An lành. Mà con thấy gần nửa đêm rồi mà con chưa thấy mọi người ăn tối nữa. Đêm mỏi. Bây giờ tụi con phải ngồi đợi sắp nơi rồi nha. Nãy giờ tụi con ngồi đợi biết bao nhiêu là không được gặp ông nhà Noel rồi. Bây giờ bắt buộc phải ngồi đợi một nhà Noel không to. Bây giờ đêm rồi. Ê. Ê, bây giờ mình sẽ hát bài. Mình hát một bài là có một món quà ông già Noel sẽ tới. Đêm. Ok. Từ lớn nè, đứng sắp hàng vào, đứng sắp thành một hàng dọc. Từ lớn đến bé. Lớn đúng rồi, từ bé đến lớn, ốc tiêu đi trước. Từ lớn đến bé. Bé đến lớn. Bé đến lớn. Lâm lên đây, Lâm. Lâm lên tới Vin, lên tới Na, tới Mũi. Lâm khổ quá. 1, 2, 3. Ông già Noel rồi bây giờ mở quà nè. Cô có biết mấy cái thằng này là của ông nhà Noel nào gửi không? Dạ. Ai biết không? Ông già Noel nè, râu tóc trắng bạc nè, hai mặt quần áo đỏ nè. Hồi nãy chứ ông già Noel gửi cửa tuần lộc tới đây á, mà tụi con chơi mất tiêu rồi đó. Ông già Noel đợi mượn mà đừng về. Ông già Noel này gửi lại. Giờ có muốn gì mở quà không? Dạ muốn. Thì quay qua. Được, quay qua. Dạ con cảm ơn. Cảm ơn. Để ra giữa này. Nè, bước ra đứng xích ra ngoài hết. Đứng xích ra sửa. Ốc tiêu Lâm. Rồi đứng tránh ra này. Quay qua nè, nhanh nè. Kéo này. Đi ba kéo ra đây này, kéo ra giữa này cho nó rộng. Những phần quà. Nè, nghe mẹ nói nè, những phần quà rất là đặc biệt này là cô Tina dành tặng cho 6 đứa tụi con. Sửa. Ốc tiêu, sửa đứng đây. Nè, những phần quà này là của cô Tina chuẩn bị dành tặng cho 6 con. Ô, cô Tina là nhà Noel. Đúng rồi, cho nên là hai phần quà đó đó. Cô Tina buộc phải biết của nhà Noel đó. Cô nói thì cô nói. Cô thấy bà đó đó. Nè, bây giờ mình coi coi từ từ ha, để nè. Con nè, con hai bà đó. Cái đó là của người ta gửi. Của con lại đây nè. Biết đâu hôm nay cũng trái sữa. Có sữa và sữa. Được chưa? Từ từ. Wow. Cái này là cứ cho. Ok. Nào. Rồi mở từng món quà ra một đi. Rồi mở trước, mở cho sữa trước. Sữa ôm trước. Chưa mở nha. Rồi. Chưa mở nha, sữa ôm này đợi. Yeah.
nè. Có sữa nè. Từ từ, mở từ từ nha. Wow, nay nuôi em ăn nuôi em lớn luôn đó. Mẹ ơi, mẹ nhìn tôi quay nè. Một tôi quay, hai tôi quay, ba tôi quay. Ồ, oh, nhiều quá ha. Nói này đi. Có khẩu trang luôn nè. Trời ơi, cô Tina chu đáo quá chị Tina. Gửi khẩu trang cho mấy bạn nhỏ nè. Nè, sữa có sticker nữa nè, sữa. Mẹ, cái đó mua rồi mẹ. À, cái này là sticker. Cái con bắt mà bơ trời. Ba chị em con gái thì lúc nào có kiếm trời. Dạ. Con cảm ơn cô Tina chưa? Trời được cái nhẫn luôn á. Không có té, không có té, để bông tay. Cái quà. Ủa gì bông tay. Thôi đem nhẫn nè, nhẫn nè. Mang dài không được hả? Nhẫn được chồng cưới nè. Mày đem cái khác đi mày. Đem bông tay dùng ra đi. Đem bông tay à, con đứng được không? Không, mở ra đi, xong xong hết đi, giờ đem vô. Nóng quá hả? Anh vô mở. Sửa chỉnh anh dấu gì nữa kìa. Trời ơi. Ôi, sửa làm từ từ nha, để mẹ. Sập sinh, sập sinh, sập sinh. Tâm khí, tâm tham, lãnh định. Em ơi. Bên đây. Trời ơi, có chỉ kìa. Trời ơi. Trời ơi, ông bà cô chú ơi, nhìn con. Mẹ mới dép vô, mới dép vô nguyên bộ luôn. Mày dép không? Nè, dép không mày. Nè, còn cái gì nữa kìa. Từ từ. Nước hoa, nước hoa. Nước hoa hả? Thịt nước hoa vô. Sạch sạch luôn. Sữa luôn. Mẹ. Cái này không hả? Sữa. Sữa mà. Sữa bớt vô. Cái là nước phải bỏ nước vô rồi sữa sạch lên ngồi. Nè nè, rồi tiêm con gom ra của cái thằng bạn. Rồi bây giờ mấy chị em này ra gom rác lại này. Rồi, để trên bàn đi, thì mình gom rác lại vô đây. Sao không cho rác của con? Đó, dễ quá. Không còn rác gì vô dọn hả? Rồi, một lần nữa con quay mà. Con cảm ơn thằng Hòa nuôi của mình. Đây là
Thiệt mừng Giáng sinh của... Con đóng này cho. Con đóng này nha. Gì? Merry Christmas, Happy... Happy New Year. Cô chúc Bin và sữa một mùng Giáng sinh, một mùa Giáng sinh thật vui, nhiều vui vẻ, hạnh phúc. Cô Tina. Mẹ kêu, mẹ của nó nè. Rồi nè, thôi rồi, cảm ơn mẹ. Còn lát nữa rồi đâu. Rồi tụi con dọn hết sạch sẽ chưa? Lụm cái đó lên mũi, để lên trên bàn, con không để dưới đó. Quà lên bàn này, để lên trên. Rồi, rồi nè, sữa. Sữa đi đâu rồi? Đi đâu rồi? Rồi, để con quay qua. Tụi con quay qua, cảm ơn. Cảm ơn. Bấm tay lại, bấm tay lại. Sửa quay qua, chúc cô Tina một mùa Giáng sinh sao? Chúc cô Tina là một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ nha. Giờ con sẽ uống mình sữa xong rồi mình đi ngủ. Cẩn thận cho nha. Rồi bye bye các bạn ơi, bye bye. Sao vậy? Cái gì? Con gái muốn gì? Ôm đi anh ơi. Hả? Ôm đi anh ơi. Anh hay ôm đi ơi. Ai tặng con vậy? Cô Tina. Dạ cô Tina. Dạ bé Huy á. Vậy hả? Bé Huy tặng con hả? Mày sao vậy? Sao khóc? Con muốn ôm ôm nè. Hả? Con muốn ôm cái này. Con muốn ôm này, con năn nỉ mẹ đi. Con năn nỉ mẹ đi. Anh hai ôm đi, em muốn ôm kìa. Không này ôm đó. Anh hai ôm đi con. Em muốn ôm con. Lên. Em ôm, lên. Anh hai ôm không nữa. Không này ôm hả? Thì con nói anh hai gì vậy con nói? Nói anh hai đi. Nến, con nến không khóc nữa. Anh mẹ kêu đi. Thôi mẹ không kêu, con kêu đi. Mẹ giận anh hai rồi. Không mẹ. Sao vậy, sao vậy? Cái gì vậy? Hôm nay đem cho vừa mới làm về là hai anh em khóc vậy? Hả? Sao? Anh hai ôm đi anh hai. Em muốn ôm. Em muốn anh hai ôm. Vụ gì vậy? Giấc. Giấc. Nín. Cho thương. Sao? Ừ. Sao bé sữa khóc? Con muốn này ôm ông. Hai ôm đi. Mẹ đây. Bữa giờ cho đi hơn tuần rồi. Không có quay clip cho bé sữa. Sữa nhà buồn không? Hả? Chuyện gì mà? Con muốn này ôm bố mẹ. Mẹ giận hai đứa luôn. Nên con muốn này ôm. Thì con kêu anh hai ôm đi. Em đưa kìa, ôm đi. Cái này cô Tina tặng nghiệp. Nó tổng ôm là hỏi vui quà luôn. Là mất tại khu quả ha. Quà Noel. Nãy giờ. Cô Tina tặng quà Noel. Đẹp quá. Ngày mai hỏi đâu đi chơi luôn. Vậy hả? Ngày mai tới Noel nữa phải không? Mai ôm ơi. Em lấy này luôn. Rồi sữa muốn ôm liền luôn hay sao? Ôm đi em ơi. Ôm đi. Ôm đi con, để em khóc. Em đưa kìa. Anh hai ôm đi. Cái này để em nè. Có con mèo. Cha con nào? Cái này con gì? Cái đó con sâu, con gì cho biết rồi con thật hề. Cái này con sâu quá, nãy con coi. Hồi bữa nãy con coi clip kì kì á. Dạ hả? Dạ đúng, đó là bạn của con. Bạn con hả? Mì á. Ừ.
Kiki và Miu Miu á. Bạn sẽ cứu gỗ á. Ủa sao tôi nín nhanh vậy? Mới về chạy ra hỏi thăm cha. Hai đứa hỏi thăm cha rồi sao tối cha nên nhập viện vậy? Tối con thấy cha làm đâu không? Anh ơi hả? Thôi đừng có ngồi lên người mẹ, ngồi đi. Mẹ em ơi, ông ơi. Ôm đi con, em muốn ôm con ôm mà. Biên em đưa kìa. Mày hỏi vui về cho đại nữa. Mày không có quậy vậy. Nhưng mà hồi nãy con nói con sao? Hồi nãy con sao? Con đâu thích đâu. Con giục luôn mà. Con giục luôn thôi. Đưa lên. Đậm lên. Bữa nay được gặp cha hả? Hả? Bữa nay giờ này còn được gặp cha đó. Bữa nay về sớm. Mẹ ơi mày đây. Ơi mày đây. Thôi kệ anh hai đi, con nói chuyện với cha đi. Ôi, có muốn hai ôm. Hai ôm anh hai. Có muốn hai ôm anh hai.